xin chào tất cả anh em. Thì, tiếp tục ngày hôm nay thì theo yêu cầu của khách thì bác đặt mua của bên em cục đẩy Martin MA300 em nhé. Thì cái sản phẩm này nó rất là cao cấp và là hàng mới hai lớp hộp. Thì ok, ngày hôm nay thì em có gửi đến cho một anh, đó là anh Quang. Anh ở đường Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội. Thì với cục đẩy này hiện tại bên em đang bán với giá là 10.800.000 đồng. Và anh cũng đã cọc trước cho bên em là 900.000 đồng rồi anh em nhé. Anh đã chuyển khoản đủ rồi. Thì ok, nhận đúng sản phẩm anh sẽ thanh toán nốt với nhân viên bưu điện là ok. Thì ngay bây giờ em sẽ bóc hộp. Tất cả hàng khi em mua là đều là hàng mới hết. Ok chưa ạ? Con này thì nó khá là nặng anh em nhé. Đó, nó tầm đâu đó 4-5 kg. Khi mở ra cái khui thùng thì anh em có thể thấy đây, đó, đều có sách hướng dẫn sử dụng anh em nhé, sách hướng dẫn sử dụng này, xốp được bọc bốn góc rất là chắc chắn, ok chưa? Đó, và ấn tượng nhất là cái dây nguồn, dây nguồn này nó là cái dây nguồn đúc anh em nhé, cho nên là nó chịu lực rất là tốt. Đó, khi bóc hộp ra thì anh em thấy con này nó rất là đẹp đúng không ạ? Đó, hàng chuẩn em nhé, hàng này thì hàng công ty không gì phải suy nghĩ. Ok, thì sau khi cho lên kết nối thì anh em có thể thấy đây, cục đẩy Martin MA300 này nó là dòng đẩy size 3U và sử dụng mạch CLH. Đây, cái tiếng của nó rất là sáng em nhé. Thì bây giờ em sẽ bật công tắc nguồn lên, đó, và sẽ test từng kênh một, ok chưa ạ? Và test trực tiếp em nhé, lấy tín hiệu nhạc từ điện thoại thôi, không qua một thiết bị xử lý âm thanh nào hết để cho anh em cùng nghe. Đó, không qua một thiết bị xử lý âm thanh nào hết đúng không ạ? Đó, sẽ mở kênh 1 lên này. Ok chưa ạ? Kênh 1 ok anh em nhá. Mỗi kênh đang chơi quả loa. Với cục đẩy này thì là một kênh của nó chơi căng một cặp full 40. Ok chưa ạ? Đó, ở đây thì em test lên tiếng rồi anh em nhá. Đó, test lên tiếng rồi. Kênh 2 này, ok chưa ạ? Kênh 3 này, đèn nó chưa thèm nháy luôn. Đó, đèn nó chưa thèm nháy. Đó, rất là khủng đúng không ạ? Kênh 4 này. Đó, 4 kênh đều lên rồi đúng không ạ? Đó, mở cả 4 kênh nhá, để cho em cùng nghe. Con này khẳng định chất âm thì quá đã luôn. Tiếng bao căng, bao sáng, rất là lực. Quá đã đúng không ạ? Chất âm trên cả tuyệt vời. Chất âm của cục đẩy Martin MA300, một sản phẩm rất là cao cấp, dòng đẩy chuyên sự kiện đám cưới anh em nhé. Vào em nhớ cắm trực tiếp vào cổng 42 cục đẩy này. Ok ạ. Và
tôi ra được 4 loa riêng biệt, anh em có thể thấy đây, đấu ra 4 loa. Đấy, loa 1, loa 2 này. Ok chưa? Loa 3 và loa 4 em nhá. Ra 4 loa riêng biệt. Ok chưa? Khi chúng ta ghép lối như vậy thì là kể cả anh em ghép trên bộ dàn cũng vậy, thì anh em có thể chỉnh được từng kênh to nhỏ anh em nhé. Ví dụ như là kênh 1, kênh 2 em muốn mở công suất là của đẩy là 12 giờ chẳng hạn, ok chưa? Đó, kênh 3, kênh 4 thì anh em muốn để tầm 10 giờ thôi. Đó thì đều được anh em nhé. Đó, chúng ta có thể chỉnh ở trên tất cả cái chiếc app của con đẩy này. Đó, rất là hay. Ok chưa? Còn anh em gạt panel ấy thì nó sẽ link anh em nhé, link kênh, tức là chúng ta sẽ link thì là từ cổng 12 em link 34 thì anh em sẽ mở cổng 1 và cổng 3 được thôi, và cái cổng 2 và cổng 4 này thì không sử dụng được anh nhé, vì nó link tín hiệu rồi, nó link kênh rồi. Đó thì chúng ta đấu chúng ta ghép lối như này nó rất là ok này, chỉnh được từng loa riêng biệt, ok chưa? Bây giờ em sẽ mở một cái bản nhạc có lời anh em nhé. Quá wow, ok đúng không ạ? Có những chiều mưa rơi ướt vai, có những lần mình hẹn ngày mai, hẹn yêu mãi, hẹn chung lối đi. Có một lần anh chẳng qua nữa, cứ thế xa xa mãi nơi em. Để những môi nhuộm màu thương nhớ, phút xa xôi đã vắng người qua. Còn lại anh còn bao yêu thương, quá tuyệt vời. Nơi góc phố bóng em xa mờ, và con tim anh dành nơi ai là bờ vai đã mong. Đang chơi trên là một cặp loa V12 em nhé. V12 này giá chỉ có 8.700.000 đồng thôi, và cặp loa G12 bên trong kia giá là 22 triệu. Đó, 22 triệu cặp loa G12, còn đây là cặp loa này giá rất là bình dân, nó chỉ có 8.700.000 đồng. Rất là ok đúng không ạ? Tiếng rất là sạch và rất là sáng, con này đánh rất là lực anh em nhé, và độ bền rất là cao vì nó lên tới là 80 sò. Anh em phải biết là 80 sò là GV kép. Và đây là cái dòng đẩy phải nói là rất là chất lượng. Đó, size 3U và sử dụng là 32 32 tụ anh em nhé, 32 tụ. Đó, chia ra làm 2 tầng. Đó, rất là khủng. Và bên trong thì nguồn tất cả nguồn đồng. Nguồn đồng anh em nhé, nguồn xuyến đồng 100%. Con này thì em đã bóc hộp và mở nội thất rồi để cho anh em xem. Ở bên trong rất là nhiều rồi đúng không ạ? Đó, thì anh em nào có nhu cầu muốn mua sản phẩm chất như thế này, anh em gọi trực tiếp với bên em qua số điện thoại bên dưới thôi. À, quá tuyệt vời đúng không ạ? Đó. Em hơi nháy một chút em sẽ thấy đây. Em hơi nháy li ti một chút em nhá. Không cấm tía vào đâu. Đó, không cấm tía vào đâu. Chơi như thế này nó vẫn còn dư giả rất là nhiều công suất. Thời gian ngược về quá khứ, có trái tim đã hóa buồn vỡ. Còn lại anh còn bao yêu thương. Rất là đẹp đúng không ạ? Thì ok, ngày hôm nay thì cũng theo yêu cầu của anh Quang nhé. Anh muốn lên cái video gửi đến cho anh. Thì hôm nay em làm video nhanh thôi vì cũng khá là bận. Đó, thì bác nào có nhu cầu muốn mua sản phẩm tốt thế này qua trực tiếp với bên em. Hàng tất cả hàng đều bác hộp hết. Rồi ok, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video. Anh em xem video thấy hay, nhớ cho xin like và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo ạ.